Xin chào cả nhà, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung chính của ngày hôm nay là chúng mình sẽ dạy cho các cháu về hydrocarbon thơm, về phần bài tập những cái câu hydrocarbon thơm hay thi. Ở đây chúng ta có tổng cộng là 40 câu về hydrocarbon hay thi nhá. Các cháu chú ý nhá, các cháu chú ý. Ok. Nào mình có này. Câu số 1 chọn câu đúng, câu số 1 chọn câu đúng nhá. Benzen và ankin benzen là hợp chất không màu tan trong nước, hai thằng này không tan trong nước ạ. Mình học lý thuyết để mình nhớ lý thuyết hơn ạ. Mình làm câu lý thuyết để mình nhớ lý thuyết hơn. Benzen và ankin benzen là hợp chất có màu. Bọn này là phải là không màu ạ, có màu là sai ạ, toang ạ. Benzen và ankin benzen là hợp chất không tan trong nước, đúng, được chưa? Tan trong dung môi hữu cơ. Không tan trong dung môi có màu đặc trưng, bọn này phải không có màu ạ, để có màu đặc trưng là sai ạ. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Benzen và ankin benzen là hợp chất không màu, mùi thơm, không tan trong nước và tan trong dung môi hữu cơ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ngon lành cành đào nhá. Cực kỳ ngon lành cành đào luôn. Câu số 2, chọn câu sai. Bây giờ là chọn câu sai này. Bây giờ đến lượt chọn câu sai này. Thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu benzen là gì đã, chúng mình nhắc lại cho chúng ta. Benzen là cái thằng mà có công thức là C6H6 và nó có cấu trúc như thế này. Đây ạ, nó có cấu trúc đây. Được chưa ạ? Chúng ta có ba con khỉ cầm tay nhau, ba con khỉ cầm tay nhau. Được chưa? Và một con rắn cắn đuôi của nó nằm ở giữa. Ok, thế con khỉ này nó có đuôi. Đây đuôi khỉ đây, mỗi cái đuôi khỉ là chìa ra một thằng hero. Mỗi cái đuôi khỉ là chìa ra một thằng hero. Các cháu cứ tưởng tượng đấy, ba con khỉ cầm tay nhau. Được chưa? Chạy vòng quanh một con rắn tự cắn đuôi của nó. Đấy, đuôi khỉ có đuôi chìa ra thì đây là cái công thức của thằng C6H6 nhá. Ok. Benzen là một hydrocarbon không no, không phải, nó phải là hydrocarbon thơm cơ nhá. Là một hợp chất thơm đúng. Vòng benzen đây, vòng benzen chúng ta còn có thể vẽ như thế này nữa, vòng benzen chúng ta còn có thể vẽ như này nữa. Đây đây đây, ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn, được chưa? Ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn, chỗ này có từ đôi nhé, ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn. C đúng. D, benzen tạo thành một lục giác đều, chúng ta nhìn đây đúng không, đây là lục giác đều. D đúng. Vậy sai của chúng ta là đáp án A nhá, sai đây của chúng ta là đáp án A. Ok chưa, dễ hợt đúng không? Dễ ở nọt. Quá dễ. Ok. Câu số 3. Câu số 3. Nào, câu số 3 này. Nào, câu số 3 này. Câu số 3. Công thức tổng quát của benzen và các ankin benzen là. Công thức tổng quát của benzen và các ankin benzen là. Xem nào, mình xem nhé. Công thức tổng quát của benzen và các ankin benzen là. Xem là cháu nào. Thế thì chúng ta nhớ này, benzen chúng ta công thức là C6H6, đúng không? Vậy thì mình sẽ đi thế ở trong này, mình xem thằng nào là công thức tổng quát của benzen và ankin benzen, đúng không? Thế thì mình thế thì chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là chỉ có thể là thằng nào nhỉ? Tất cả bọn thằng an benzen và ankin benzen công thức tổng quát là CnH2n-6, với điều kiện là n phải lớn hơn bằng 6 ạ. Được chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu số 4. Ui, câu số 4 này mới hay này. Số đồng phân hydrocarbon thơm đây là C8H10 ạ. Số đồng phân hydrocarbon thơm có công thức phân tử C8H10 là. Số đồng phân hydrocarbon thơm có công thức phân tử C8H10. Lưu ý nhé, đề bài hỏi là C8H10. Ok. Vậy này, mình sẽ có này, vẽ ra. Anh đầu tiên đây, vòng benzen này. Hai thằng carbon cắm như này. Đây là C8H10, một cháu. Thằng thứ hai là một thằng carbon chìa lên đây. Đúng chưa? Một thằng carbon đã chìa ở đây. Đây là thằng đồng phân số 2. Tương tự như vậy thì ta có anh đồng phân số 3, một carbon chìa lên, một carbon chìa như này. Tương tự như vậy thì mình còn một cái thằng nữa. Đây, một carbon chìa lên và một carbon chìa ở dưới. Vậy là 1, 2, 3, 4. Vậy là mình có 4. Được chưa? Vậy số đồng phân hydrocarbon thơm có công thức phân tử C8H10 là 4. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Cháu nào không biết thì nhớ chụp ảnh lại cái chỗ này hoặc là ghi lại nhé, để mà mình còn làm ở bên bài tập ở trên trường. Mình sang câu số 5. Câu số 5. Benzen và đồng đẳng của benzen có công thức thực nghiệm là C3H4N. Đây,
công thức thực nghiệm là C3H4N. X có công thức phân tử nào sau đây? Thế thì C3H4N ấy, C3H4N thì các cháu chú ý này, các cháu chú ý này. Anh này là C3H4N. Vậy thì công thức chuẩn của nó bên ngoài sẽ là C3NH4N. Mà công thức của mọi thằng benzen và đồng đẳng của enzen có dạng là, đây chúng mình biết là CKH2K-6. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có đặt 3N thì bằng K. Được chưa? Vậy suy ra mình có 4N thì bằng, nhìn này, thế K vào đây, vậy là bằng 2 nhân với lại 3N trừ 6. Vậy suy ra 2 nhân 3 này thì bằng 6 này, 6 trừ 4 bằng 2, 2N bằng 6. Suy ra N bằng 3. N bằng 3 thì mình thế vào đây nhá, thế vào đây, 3 nhân 3 là bằng 9. Vậy suy ra công thức của nó là C9H 4 nhân 3 12. C9H12. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án cờ C các cháu nhá. Hoàn toàn chính xác, đáp án đúng đáp án C cờ. Ui giời ơi, cái câu công thức phân tử của silen này mới hay này. Câu công thức phân tử của silen này mới hay này. Nào chúng mình, đây các cháu nhìn nhá. Các cháu nhìn nhá. C nhìn anh này này, vẽ này, công thức phân tử của silen này, thấy không? Có hai nhóm CH3 meta đính vào đây. Vậy đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8, C8, được chưa? Đếm số zero, 1 2 3 4, 4 cộng 6 là 10, C8H10, được chưa? Đấy nhá. Câu số 7. Câu số 7. Số đồng phân của C9H12. Câu số 7, số đồng phân của C9H12 trong phân tử chứa vòng benzen là C9H12 nhá. Bây giờ là sang C9 rồi. C9 là nghe vẻ là khó hơn đấy, đúng không? C9H12 trong phân tử chứa vòng benzen. Ok. Thế mình có này. C9 nhìn chúng mình vẽ nhá. Rất nhiều đứa chết cái câu này ạ. Nhìn chúng mình vẽ này. 1 2 3, thằng này có 6 carbon với 3 carbon trên này. 1 nhá. Tiếp tục này. 1 2 3, nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cái chỗ là vòng benzen và nó có gì? 3 carbon là nhánh. Tiếp tục này. Vòng benzen. Đây cháu này, C C. Được chưa? Một carbon cắm đây. Được chưa? Tương tự anh này thì chúng ta có tiếp C C, một carbon cắm đây. Tương tự chúng ta lại có tiếp C C và một carbon cắm đây. Ok chưa? Các cháu nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Tiếp tục nhá. Đây là hai carbon với một carbon là nhánh. Bây giờ là tất cả cả ba carbon đều là nhánh xem nào. Bây giờ cả ba carbon đều là nhánh các cháu nhá. C này, C này, C này. Được chưa? Đây là cháu số 1 2 3 4 5. Được chưa? 6. Ok. Tiếp tục nha, cháu số 7 này, nhìn kỹ cháu số 7 này. 1 2 3, đây là cháu số 7. Khác nhau chưa? Vẽ cho các cháu dễ nhìn. Và cuối cùng là cháu số 8 ạ. Cháu số 8 đi ạ. Cháu số 8 C C C. Cháu này là cháu số 8. Ok. Vậy tổng cộng C9H12 chúng ta có 8 đồng phân chứa vòng benzen ạ. 8. Ok. Thế nhưng mà ở đây chúng mình còn dạy các cháu một cái phương pháp để các cháu nhìn kỹ nhá. Ở đây, đây là cách này cách giải. Cách này cách giải chậm. Cách giải nhanh của chúng mình kinh khủng hơn nhiều. Được chưa? Không dùng công thức, các cháu nhìn nhá, cách giải nhanh. Nhanh này. Speed test nhanh này. C3 này. Nhìn nhá, C3 đính vào cái mạch này cái gì? Đây mạch carbon đây cái gì? Đính vào đây đồng phân số 1, đính vào đây đồng phân số 2. Được chưa? Vẽ phát là được hàng này luôn. Tiếp tục này. Mạch C2 gì? Dựng thẳng đứng lên, trục đối xứng. Còn một thằng carbon, cắm vào đây thằng số 3, cắm vào đây thằng số 4, cắm đây thằng số 5, đỡ phải vẽ. Được chưa? Bây giờ ba thằng giống nhau này. Hai này cắm đây, còn một thằng khác cho chạy, trục đối xứng đây. Đây là thằng số 6, đây là thằng số 7. Được chưa? Và cuối cùng anh số 8. Cuối cùng anh số 8 đấy ạ. C C C. Đấy, các cháu thấy skill chúng mình bá đạo. Bá đạo trên từng hạt gạo, đúng không? Và ta tổng cộng có 8 đồng phân nhá. C7, C9H12 có số đồng phân chứa vòng benzen là 8. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Nào mình sang câu số 8 nào. Tên gọi của hợp chất sau. Câu số 8, tên gọi của hợp chất sau. Cái này là cũng mệt đấy. Cái này là cũng mệt đấy, chứ không phải là dễ dàng gì đâu. Cái anh này là nghe vẻ là nhìn là trông cũng khó bởi vì gọi tên mà.
Đa số các cháu là không nhớ được cái phần gọi tên là gì. Thế các cháu nhìn nhá. Bây giờ mình đánh số này. Bước đầu tiên muốn gọi được tên mình phải đánh được số. 1, 2, 3. Đây là nhóm thế này, nhóm thế có hai carbon. Nên thằng này là một etin. Một etin. Etin phải đứng trước, metin phải đứng sau. Vậy thằng này 1 phẩy 2 vứt này. Ốc thô vứt. Được chưa? Vậy này là một etin. 2,3 dimetin benzen. À vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò nhá. 1 etin 2,3 dimetin benzen. Ok. Ngon lành cành đào nhá. Đấy, chúng mình hướng dẫn chúng ta cái gọi tên rất là đơn giản, rất là dễ dàng vậy thôi. Nào, mình sang cái phần tiếp theo là câu số 9 à. Câu số 9. Benzen có tính thơm vì. Ui, cái này khó đấy. Cái này trông thế thôi chứ khó phết. Cứng phết. Benzen có tính thơm vì sao? Benzen làm sao lại có tính thơm ạ? Vì nó làm sao? Dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng và bền với các chất oxy hóa. Đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, các cháu nhớ nhé. Dễ thế này, cứ nhớ dễ thế, khó cộng bền với các chất oxy hóa. Gọi là bền thôi chứ nó vẫn bị oxy hóa, nó vẫn bị đốt cháy trong oxy ạ. Nó vẫn bị đốt cháy trong oxy đấy nhá. Câu số 10. Câu số 10. Nào nào nền oxy hóa. Cái câu 10 rất là hay nhá. Đề bài hỏi này C6H6 và C6H5CH3 chất nào bị oxy hóa bởi K14. Thì cái này thì chúng ta phải chú ý ở bên trong cái cuốn sách hữu cơ lớp 11 của chúng mình ghi cực kỳ rõ luôn. Đây các cháu để ý nhá. Trong cuốn sách hữu cơ lớp 11 của chúng mình ghi cực kỳ rõ luôn. Đây các cháu để ý ở trong cuốn này chúng mình ghi cực kỳ rõ. Đây nhìn nhá. Đây ở trang số 29 nhìn kỹ này. Benzen thì không tác dụng với K-M4. Đây phản ứng benzen với K-M4 không xảy ra. Có nghĩa benzen không làm mất màu K-M4. Được chưa? Đồng đẳng của benzen, đây ví dụ toluen đây thì tác dụng được với K-M4 nên nó làm mất màu K-M4. Nhớ chưa? Sách hữu cơ lớp 11 trang 29 nhá. Vậy ở đây chúng ta có này thì C6H6 là không bị oxy hóa mà chỉ có gì? C6H5CH3 hay còn được gọi là toluen. Chỉ có toluen mới bị oxy hóa bởi K-M4 thôi. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Ok. Câu số 11 này. Câu số 11 nguyên tắc thế. Câu số 11 nguyên tắc thế này mới hay này. Nguyên tắc thế này cực kỳ hay và cái phần mà nguyên tắc thế này là rất rất hay thi luôn ạ. Rất rất hay thi luôn ạ. Nên là các cháu phải chú ý cái quy tắc thế nhá. Quy tắc thế là chú Minh giảng này cho các cháu hiểu này. Chú Minh giảng này các cháu hiểu này. Ví dụ nhá. Nghe kỹ này. Nghe thật kỹ này. Ví dụ nhá, đây này. Đây là vòng benzen. Vòng benzen sẽ có một nhóm thế cắm vào. Được chưa? Thế thì nhóm thế này có hai khả năng. Hoặc là ông R này bụng bự. Bụng bự thì có nghĩa là gì ạ? No. Được chưa? Hoặc là ông R này bụng hóp. Bụng hóp là gì ạ? Đói ạ. Đấy. Được chưa? Mà no thì tương đương với gì ạ? No thì là đại gia. Nhá, no thì đại gia. Được chưa? Đói thì là chí phèo. Các cháu có nhớ chí phèo không ạ? No là đại gia, đói với chí phèo. Thế bây giờ là đại gia thì bây giờ trong số này thì xem thằng anh no này bây giờ là cái ông đại gia no này cặp với những nàng nào. Thế ở đây trên cái vòng benzen này nó chia đến các vị trí này. Ốc thô này, meta này, para này, tương ứng đây, ốc thô này, meta này, para. Ốc thô tại sao tên là ốc thô? Tại vì là mặt nó tròn như trái xoan. Đấy, tròn như chữ O này, tròn như trái xoan, mặt tròn như trái xoan. Meta thì sao là mặt mẹt như thị nở. Đây, mặt tròn trái xoan. Trái xoan là đẹp hết. Mặt mẹt thị nở. Mặt mẹt thị nở. Thế còn para là gì ạ? Chân dài. Chân dài. Được chưa? Thế tương tự thì mé này cũng là mặt mẹt, đúng chưa? Nơi mé này là ốc thô, là trái xoan. Ok, thế nhìn kỹ nhá. Thế giờ chúng mình hỏi này, nguyên tắc này đại gia cặp với gì ở các cháu? Đại gia cặp với gì ạ? À, đại gia thì dĩ nhiên phải cặp với chân dài. Đại gia cặp với chân dài. Thế đây chân dài nhìn đến chân para nó cực kỳ dài. Ok, đại gia thì cặp với chân dài nhá. Thế tiếp tục này. Thế liệu đại gia có một chân dài rồi đại gia đã thỏa mãn chưa? Chưa đúng không? Chúng ta nhìn như anh Cường đây là đô la ấy, có hồ hà rồi vẫn có các em khác thay phiên nhau tới đúng không? Vậy có nghĩa là đại gia cặp với chân dài nhưng một chân dài chưa đủ, đi ra ngoài đường nhìn thấy cái em này mặt trái xoan xinh quá lại tà lưa nốt em trái xoan,
Được chưa? Thế là dấu hiệu là cứ nhìn mấy anh bụng bự này là kiểu gì cũng lằng nhằng. Ít nhất phải cặp với hai em trở lên. Một em chân dài, một em là mặt trái xoan. Thế còn đói thì sao? Đói là chí phèo. Chí phèo thì chỉ có làm sao? Chí phèo chỉ về làm sao? Thị nở mà thôi ạ. Chí phèo là của thị nở là của chí phèo. Đấy được chưa? Mặt mẹt thị nở. Ok. Đấy thì đây là cái nguyên tắc quan trọng nhất trong việc chúng ta học về cái phần là quy tắc thế của vòng Bezier. Đây chúng mình vừa mới hướng dẫn cho chúng ta cái cách nhớ nhanh nhất nhá. Các cháu nhớ tác các bạn vào đây nhá. Chúng mình tóm tắt lại này. Đại gia thì cặp với chân dài và mặt trái xoan. Chí phèo thì cặp với mặt mẹt thị nở. Ok, thế thì những cái thằng đại gia là những thằng nào ạ? Những thằng đại gia là những cái thằng ví dụ như là nhóm chức của alkyl. No đấy. Được chưa? Nhóm chức OH, nhóm chức NH2. Được chưa? Còn những thằng đói là những thằng nhóm chức NO2, CHO. Được chưa? SO3H. Được chưa? Và COH. COOH. Ok. Đấy các cháu đã hiểu chưa? Các cháu đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta vào làm nhé. Chúng ta vào làm này. Khi trong vòng đó có nhóm thế nào sau đây thì phản ứng thế sẽ dễ dàng hơn ở vị trí ốc thu và para. À bây giờ là một đứa mà cặp với hai người yêu, để mà cặp với hai người yêu bắt buộc phải đại gia. Và đại gia nó phải làm sao ạ? Đại gia phải no. Đúng chưa? Đại gia phải no, vậy thì nó là gì nhỉ? Thằng này là không no này, thằng này không no, thằng này không no, chúng mình bảo thế. Đây chúng mình bảo thế. Đây bọn này bọn không no, chúng mình bảo thế. Còn no là OH. Đáp án đúng đáp án D. Nhá, đáp án đúng đáp án D các cháu nhá. Câu số 12. Bây giờ đến phần này dễ rồi. Phần này dễ rồi. 12. Khi trong vòng có nhóm thế nào thì phản ứng sẽ dễ dàng hơn ở vị trí meta. Khi trong vòng đây meta là gì ạ? Meta là mặt mẹt thị nở. Mặt mẹt thị nở thì cặp với chí phèo thì đói. Thằng này no vứt đây, no đây. Thằng này no vứt đây, no đây. Thằng này no bởi vì nó là nhóm thế của bọn alkin, no vứt. Ok. Vậy đói ở đây là gì ạ? COH là đói ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Dễ không? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 13 nào. 13 này. Sản phẩm thế của phản ứng các cháu phải cực kỳ lưu ý tránh bị lừa ở câu này. Đây là một cái câu pha quay xe rất kinh khủng nhá. Rất nhiều cháu nghĩ rằng đây, chúng mình vẽ cho các cháu nhìn. Rất nhiều cháu nghĩ rằng rất nhiều cháu nghĩ xem nhá. Đây chúng mình vẽ là cái phương trình đây. Đây, C6H5 này. CH3 này. À, đúng không? Cộng với lại clo ánh sáng, đây cộng với lại clo. Ở trên này cộng clo đi. Đây, vẽ lại trên này. Đây, CH3 này cộng với lại Cl2 này. Được chưa? Thì tỷ lệ 1:1 thì rất nhiều cháu nó cho là tạo thành do CH3 là nhóm thiên no. Đúng không ạ? Nhóm thiên no thì chân dài cặp với đại gia. Được chưa? Hoặc là vào vị trí para, hoặc là vào vị trí ốc thô. Đúng chưa? Hoặc là vào vị trí ốc para, hoặc là vào vị trí ốc thô. Nhưng các cháu chọn đáp án A. Có cháu chọn đáp án C. Nhưng mà tất cả các cháu đều đáp án sai hết. Lưu ý cho chúng mình đây là ánh sáng. Ánh sáng thì chỉ thế vào đâu thôi ạ? Chỉ thế vào hydro của carbon no thôi ạ. CH2Cl. Thì tên cháu này là benzin clorua. Benzin clorua các cháu nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D của. Đáp án chúng ta là đáp án D của. Chứ không phải là đáp án A hay đáp án B hay đáp án C như số đông các cháu chọn đâu ạ. 13 D. Nhớ điều kiện ánh sáng. Ok các cháu hiểu chưa? Sang 14 nhá. Sang 14 chúng ta nhìn thấy nhóm thế CH3, nhóm thế no. Tác dụng H ONO2 trong môi trường H2O4 đặc. Đây các cháu nhìn này. Nào. R no. Đại gia, ưu tiên thế vào ốc thô hoặc para. Đúng chưa? Vậy sản phẩm nó là có cả ốc thô và cả para. Ở đây chỉ có một ốc thô này. Ở đây chỉ có một para này. Đúng chưa? Ở đây chỉ có một meta, meta là loại luôn rồi. Vậy thì đáp án đúng chúng ta nó phải làm gì ạ? Đại gia là cặp với cả chân dài và mặt trái xoan. Vậy là phải vào đáp án C. C. Ốc thô nitrotoluen và para nitrotoluen. Chúng mình viết phương trình cho các cháu nhìn nhá. Cộng này thì thằng này thế vào ốc thô là NO2 này. Ốc thô đây là ốc thô nitrotoluen hoặc các cái sản phẩm thứ hai là para nitrotoluen CH3 này. NO2 para nitrotoluen. Ok. Dễ thôi. Không quá khó đâu. 15 nào. Ui 15 này là một cái câu phương trình chúng mình rất là thích này.
Và cái bài kiểm tra ở trên trường các cháu cũng rất là dễ có này. Nó hỏi là có ánh sáng khuếch tán. Thế thì cái đây là một cái phản ứng mà sản mà điều chế ra cái thuốc trừ sâu mà lâu lắm đến nay là rất hay thi vào cái phần mà thuốc trừ sâu này nhé. Rất hay thi vào cái phần thuốc trừ sâu này. Nên các cháu phải chú ý này. Ở đây chúng ta có này. Benzen tác dụng với clo, nhưng đây không phải phản ứng thế nhé. Thế này một sắc nhiệt độ cơ. Còn đây là có ánh sáng khuếch tán. Ánh sáng khuếch tán thì nó sẽ tạo thành gì ạ? Đây, C6H6 mà cộng với lại clo mà có ánh sáng khuếch tán thì nó tạo thành C6H6 Cl6, hay còn được gọi là hexacloran. Hexacloran hay còn một cái tên khác là hexacloxycloxan. Được chưa? 666 viết tắt là 666. Hexacloxycloxan. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B, bỏ. Hexacloxycloxan. Ngon nhá. Ngon lành cành đào nhá. Câu 16. Câu 16. Cho chuỗi phản ứng. Các chất ABC lần lượt là. Cho chuỗi phản ứng. Các chất ABC lần lượt là. Nào, mình có này, chất A này. 1500 độ C tạo thành chất B. Thế chú ý đây là 666 đó. C6H6Cl6. May thế, cái phương trình bên trên nó gợi ý mình rồi. Vậy là cái thằng C này của mình nó phải là C6H6 đã. Đúng chưa? Đúng chưa? Cái thằng C này chúng ta phải là C6H6 đã. Thế mình cứ đi nhìn đã. Thằng nào có C là C6H6 là chọn. Đây C6H6, đây C6H6, đây C6H3Cl vứt. Đây C6H6. Chưa được, đúng không? Thế để tạo thành C6H6 đây là gì ạ? Chúng ta phải nhớ đến phản ứng là phản ứng trimer hóa. C2H2 nhiệt độ áp suất xúc tác, ba thằng C2H2 thì tạo thành thằng C6H6. Nhớ nhá. Vậy thằng B chúng ta là thằng C2H2. Được chưa? Thế mà từ thằng A mà 1500 độ C tạo thành C2H2, vậy A chúng ta chỉ có một hệ một thằng CH4 1500 độ C. Các cháu nhớ chưa? CH4 1500 độ C tạo thành CH2, nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành C6H6. Vậy đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta là đáp án nào ạ? Là đáp án A. CH4 CH2 C6H6. Các cháu nhớ nhá. Các cháu nhớ chưa? Dễ không ạ? Đấy. Nào, mình sang câu tiếp theo. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 17. Câu tiếp theo. Câu số 17. Câu 17 này cũng hay. Hexan này, Hex1N này, Hex1In này, Toluen được nhận biết bằng các thuốc thử theo trật tự nào? Đây mình có Hexan, Hex1N, Hex1In. Thế mình phải vẽ ra được. Hexan ở đây. Hexan này, 1 2 3 4 5 6, đây là hexan. Hex1N, 1 2 3 4 5 6, đây là Hex1N. Hex1In, 1 2 3 4 5 6, đây là Hex1In. Toluen. Toluen đây. Toluen là tôi yêu em. Tôi yêu em. CH3. Thế bây giờ chúng ta phải nhìn đã này, nhìn đã này, anh này có hydro linh động. Đúng chưa? Vậy cái điều đầu tiên nhảy lên trong đầu chúng ta là với một thằng có hydro linh động là mình phải sử dụng AgNO3 trong NH3. AgNO3 trong NH3. Không hiện tượng, không hiện tượng kết tủa màu vàng. Không hiện tượng, thế là chúng mình nhận biết được cái thằng Hex1In đã. Ok? Nhận biết được thằng Hex1In đã. Nhá. Thế bây giờ này, thằng này có đôi đôi. Vậy là mình nghĩ ngay đến KMRO4. Thì Hex1N không hiện tượng, anh này có nối đôi là mất màu điều kiện thường. Mất màu ở điều kiện thường. Được chưa? Còn anh này thì làm sao ạ? Anh này thì nhận biết được rồi. Anh này làm sao? Đun nóng thì bị mất màu. Đun nóng thì bị mất màu như ở trong cuốn sách chúng mình vừa nói. Đúng chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án nào các cháu? Đáp án đúng chúng ta là đáp án nào? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Đáp án đúng của chúng ta 17, đáp án D. Các cháu nhớ đúng cái hiện tượng nhé. Đúng cái hiện tượng để còn học, để còn đi thi đấy. Không là toang đấy. Sang câu số 18 nào. Câu số 18. Câu số 18. Câu số 18. Xét sơ đồ phản ứng sau. Ui, cháu này là 2,4,6 trinitrotoluen. Chúng mình vẽ ra cho nhìn nhé. 2,4,6 trinitrotoluen. Đây là toluen này. 2,4,6 này. Nitro NO2 này. NO2 này. NO2 này. Đây là 2,4,6 trinitrotoluen. Vậy để tạo được thằng nó thì phải đi từ thằng toluen chưa? Toluen tôi yêu em. Đây. Vậy đây là cháu B. Được chưa?
Thuốc nổ TNT này là thuốc nổ này do ông Nobel ông nghĩ ra đấy, ông Nobel ông nghĩ ra đấy nhá. Thế là từ đó là hình thành được cái phần thưởng Nobel. Ok. Ông nghĩ ra xong rồi ông ấy kiếm được nhiều tiền quá, thế nên là học hóa nó rất là giàu, các cháu nhớ chưa? Vậy để biến thành B thì chắc chắn A bắt buộc phải là benzen. C6H6 benzen. Vậy A là benzen, B là toluen. B bỏ. B bỏ. Câu 19, một câu tính toán. Câu 19 một câu tính toán nha. Từ 3,9 tấn benzen. Các cháu nhớ nhớ lời chú Minh dặn này. Các cháu nghe rõ lời chú Minh dặn này. Được chưa? À, 3,9 tấn benzen thì mình có benzen là C8. Sorry nhầm, benzen là C6H6. Ok, 3,9 tấn. 3,9 mình có 3,9 chia 7,8, số mol bằng 0,05. 0,05. Ok. 0,05. Điều chế ra được bao nhiêu toluen C6H5CH3 hiệu suất 80%? 0,8. Anh này là 0,05. Vậy ngay tức mình suy được 0,05 nhân 1 chia 1 bằng 0,05. Nhớ lời chú Minh dặn nhá. Kg tấn đại yến coi như gam tính toán bình thường. Ok. Được chưa? Thuận nhân nghịch chia, thuận với nhân hiệu suất nhân với 0,8. 0,05 nhân 0,8 bằng 0,04. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng luôn. 0,04 nhân 12 nhân 6 cộng 5 cộng 15 bằng 3,68. Ok. 3,68. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 3,68 tấn nhá. Nào, câu 20, câu cuối cùng. Nào, câu 20 nào, câu 20, câu cuối cùng nào. Xem nào, câu 20 khó lắm. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ thôi chú Minh chữa nhá. 7,8 tấn benzen. Benzen C6H6 tìm được số mol kg tấn đại yến coi như gam 0,1. Thu được thuốc nổ C6H2 CH3 NO2 3 lần. Hiệu suất 80%, 80%. Vậy mình có là 80% nhân 80%. 0,8 nhân 0,8 bằng 0,64. 0,64. Vậy tại đây mình có này, 0,1 nhân 1 chia 1 bằng 0,1. 0,1 nhân với 0,64 bằng 0,064. Ngon chưa? Nhớ lời chúng mình nhé. Thuận nhân nghịch chia 0,064 nhân với mở ngoặc đơn này 12 nhân 6 cộng 2 cộng 15 cộng 46 nhân 3 bằng 14,528 tấn. 14,528 tấn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C.